Xin chào các bác, chào chị. May đi chợ Hàn Quốc các bác nha. Hơn một tháng nay rồi, chắc khoảng hơn một tháng nay rồi. Hôm nay mới đi mấy cái đẹp rồi quay 7 triệu. Vừa vào cái này 7 triệu, tí nữa quay lại nhé thôi. Sang cái khu vực này đây. Thôi được, đứng đây quay đi. Không biết có nghe nhầm không? 7 triệu nó hợp lý đấy chứ. Chợ đẹp, tím Huế, quay à? Cần thế là nói. Tùng La Hán điều đà đấy, biết anh cuốn sách cái poster ghi đi đâu giao dịch xong ấy. Hàng mini này, xanh tay chuột mini thì này thôi, vài năm nữa là đẹp lắm. Trở lại cái ngoài giấy này, tổng thể nó khá là sạch sẽ, xanh tốt. Giấy này họ đang ở bao nhiêu? Bên này hình như là 7 triệu, nghe loang thoáng. Không chủ không có đi đâu mất. Hợp lý đấy. Chợ đẹp. Chắc tầm 5 triệu là bán. Đẹp. Đây là 2 triệu 7 ạ. Cái hoa giấy á? À cái kia chứ không phải cái Tùng La Hán chứ không phải bằng hoa giấy. Rất đẹp. Trên chậu là cái con chậu hoa văn này quá, hoa văn rất thích. Bệ bệ cũng có, bệ tự nhiên quá, bệ rất tự nhiên. Tay ngồi đầu còn về phía sau này. Hợp lý chứ, khi ông quát giá cao lắm, hay quá, đấy chắc là do bà già, cụ già hỏi, nhưng mà cũng nói vượt bậc. Nhìn cây này ban đầu sẽ dễ bị ngợp bởi cái hoa nó các bạn, hoa nhé, nó bị ngợp, bị hút hồn ấy, bởi vì cái hoa nó, thứ hai là cái độ ổn định chậu, chậu đẹp. Thứ ba nữa là nó sạch sẽ, nhìn thấy dáng thế rất là tự nhiên, tự nhiên. Bánh mì, bánh dài, bánh tiêu, bánh cơm, bánh dày, bánh giò đây. Thank you.
treo đồ thì cứ chậu kìa, chậu rất đẹp. Này đắt thì nó cũng hợp lý thì các bác, chỉ chậu này là có tiền, chậu này là tiền. Đấy, có cái tay trực lên đây à, treo đồ xuống đây à, chia bông thì biết rồi. Siêu nó có tay hồi đầu về rất là lòng ngoằng. Rốt Nam Điền này mới đẹp rồi các bạn này. Đấy, chỉ độ 10 phân thôi. Để xung quanh con này này, bác nhìn tưởng đơn giản mà chia nó về mấy năm nữa cho nó là trọng nhỏ, và cái tay của nó buông xuống đẹp cực hoành kìa. Quay lại cái thân cái hoa giấy mặt trên. Đây có biết cắt thân giật để cho cái tay nó. Đề và một cái cây gọi là cây gì mà quên mất, nó y hệt cây là đề này nhưng mà cái lá của nó không có cái đuôi dài, rất là giống nhau, cùng họ như nhau. Mà bộ đề thì nó quý hơn vì nó có gốc tích rồi. Còn kia thì nó cũng làm được ra như thế mà cái cổ khí, tức là cái xuất xứ của cây là nó khác nhau, nó không được riêng mà nó quý bằng cây này. Hoa giấy đấy, đang quay có điện thoại. Nói chung là một con đẹp trong buổi sáng hôm nay ở phía chợ đây rồi. Hoa giấy tím Huế, dòng này chơi là trong những dòng hoa giấy là thích nhất. Thứ nhất là thân thế nó khỏe, thứ hai là tươi tắn, hoa đẹp, hoa nhiều và lá cũng nó không bị lả lướt như cái hoa giấy kia. À, tay răm nó không bị lả lướt như cái hoa giấy thông thường. Đấy các bác nha, chốt được đấy 7 triệu. Nếu như mà như lời bác kia bác nói
mà em nghe không nhầm là 7 triệu đi. Rồi, đi ra khu vực các bác khác nhé.